lên con mà dùng tay luôn cây son. Chị làm, em làm xong mà chị không muốn đeo cây son của chị nữa. Cái này nhẫn vàng, tại vì phải nhẫn vàng mới làm được. Lý do em dùng cái nhẫn vàng là tại vì nó là I don't know, nó kêu là cái gì hả? Không, nó là hai, nếu mà trong cái hai cái này á, cái nào nó có chì, chì tức là một cái loại kim loại, thì nó phản ứng với cái này là kim loại thì nó sẽ ra cái bị oxy hóa. Nếu như cái nhôm cái gì mà chị đánh hồi chị thấy càng đánh nó càng ra cái đen 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 như cái bùi nhùi đó, là do nó bị oxy hóa đúng không? Thì nếu như trong này có kim loại là chì á thì nó sẽ ra cái màu đen. Còn cái đồ cái nào mà nó không có chì á, cái nào nó không ra màu đen tức là trong nó chì. Sao chị biết nó có chì? Năng gom nó có chì. Sao chị biết? Tại chị biết sao sai. Nếu mà sao còn sai nữa. Tiếng sao sai. Dùng thì thật là ganh tị. Rồi làm thử đi chị. Đừng có dùng ổ xài hết tới đâu dục. Nó có nói là lết trong đó luôn. Đeo quen không? Sao rồi lên mất tiền luôn. Vậy hả? Rồi em là em xài hết em mới dục và tiếp. Cái này cây của chị ha. Em đánh nha. Nếu em đánh mà nó ra đen á, tức là trong cái này nó có chì. Không, đừng dùng, để dùng cái đó để làm vậy. Hồi đó mình ở trong tiệm của mình á, mình làm hỏi em đi rồi sáng nó chịu cánh tay tôi cũng đỏ lòn luôn. Tại sao chùi riết rồi nó không ra, tại sao mấy bà khách á, nó là bả xài mấy cái lo son hãng này hãng kia đó, chùi riết nó không ra. Suốt cái tay mình lúc này mỗi người mỗi cây. Thứ nhất là mình không bao giờ mình dùng nhẫn của mình, tại vì người ta không tin cái nhẫn của mình, đúng không? Tại vì người ta nhẫn của mình, người ta nghĩ mình ém xì bùa chổng rồi, đúng không? Nhưng mà không bao giờ mình xài nhẫn, mình mượn nhẫn của người ta cái nhất. Cái thứ hai là mình cũng không lấy son của mình luôn. Tại ví dụ cái son của chị là Lancome đi, mình lấy cái cây Lancome của mình tao không tin. Cái cây của mình ép xì bồ chống nữa, đúng không? Sao là chị tay chị? Rồi cho cái giấy napkin hả? Rồi, cho miếng nước miếng với lại giấy napkin chùi ơi. Nước miếng không có. Có nước miếng vậy thêm mì không? Có. Đậu. Làm sao mà em chùi xong em mê chị á là. Để thì ăn. Rồi mình mới chùi sạch mấy chị nha. Đỡ. Cái này là củ nu skin mấy chị ha. Em đánh thì nó chỉ lem màu ra thôi. Bây giờ mới ký mấy ký xác định nó sẽ. Em chỉ chay cái màu ra thôi chứ nó không có đen nữa. Đánh tới sáng nó cũng đen. Mà cái màu nu skin á là nó bị lem. À không phải lem mà nó gọi là nó phai. Mấy chị đánh cái son khác thì nó gọi là son không phai, tại vì nó là hóa chất thì làm sao mà nó phai được, đúng không? Còn cái non skin là mình ăn cái gì xong là mình thấy nó mất liền. Tại vì sao? Tại vì nó không phải là hóa chất. Cho nên mấy chị quẹt hoài thì quẹt hoài nuôi kia nó mới kiếm tiền được, đúng không? Trời, công ty người ta mấy chục tỷ mà nghĩ sao người ta khôn. Cái này chị thì rõ ràng đen, cái này em chùi đen. Em chùi ra lan luôn, thấy không? Mất luôn, mất chỉ bớt son thôi, chỉ còn không có màu đen trong đó thì chị nhìn đây nè, chị thấy là cái nhẫn đó của ai vậy chị? Của bạn Tuấn. Hả? Anh Tấn, anh Tấn. À, anh Tấn nhà mình bên em đâu rồi. Trời, anh Tấn em xì bùa không? Just kidding. Chắc vậy. Rồi, trả bạn ấy. Wow. Thấy không? Em thử Chanel, Lancome, Avon, cái hãng gì nó cũng đen hết. Có điều nó đen nhiều hay đen ít thôi. Mà càng Chanel nó càng đen là đậm nha. Wow. Tại sao? Nó có chất kẽm gì. Đúng rồi. Tại vì nó dưỡng môi và nó bỏ rất là nhiều thứ. Tại vì mình xài nó để đẹp, chứ không phải mình xài nó để bền. Cho nên là tại sao mấy anh chị bỏ tiền ra mua son, thứ nhất mấy chị thích nó last nè. Đó là ăn từ sáng tới chiều mà không muốn quẹt lại. Một thứ hai nữa là nó phải sáng mà nó phải bóng. Càng nhiều những cái đó thì phải có hóa chất đẩy nó lên. Còn cái đồ nu skin đó là người ta chỉ dùng natural thôi. Chính vậy cái chai gây son nu skin nó có 12 đồng. Cho nhiều người nghĩ là mắt thì nó phải tốt. Cái mắt là tại vì người ta phải bỏ rất là nhiều thứ vô trong đó thì nó mắc. Còn nếu như mà ngày mai là nu skin nó được cả trăm cây son thôi. Thấy chưa? Wow. Mấy chị thấy nu skin em boy cái được liền không? Mỗi thằng này em chào quẩy đỏ lét hả? Yeah. Thấy không?